Xin chào 500 anh hùng hảo hán tại tủ quán Naraka. Ngày 12 tháng 8 tới thì Naraka sẽ ra mắt bản chính thức trên Steam và bản chính thức này sẽ bao gồm bản cập nhật mới nhất. Mình sẽ làm video chi tiết về bản cập nhật sau. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào tiêu điểm của cập nhật ngày hôm nay, vũ khí mới. Có hai vũ khí cận chiến mới được ra mắt cùng lúc, đó là lưỡi cưa tử thần và dao găm. Lưỡi cưa có cách sử dụng cực kỳ đơn giản, không hề có combo hay mẹo nào cả. Các bạn cứ đè chuột rồi cưa đối thủ của mình tới chết mà thôi. Mình sẽ đi chi tiết vào dao găm nhé. Đòn light attack bằng chuột trái, chuột phải. Đòn focus attack bằng chuột trái, chuột phải. Trong bản hướng dẫn của game thì có 4 cách sử dụng dao găm như sau: dao long xuất hải, tụ lực bằng chuột trái, nhất kích tất sát, tụ lực bằng chuột phải. Lăng ba vi bộ, sau khi đánh trúng đối thủ bằng đòn đánh thường rồi dùng ship thì bạn sẽ có trạng thái bá thể. Cho bạn nào chưa biết thì bá thể là trạng thái mà nhân vật của bạn sẽ không bị đánh ngã, hất phăng, cắt ngang hay đỡ đòn. Bạn cũng có thể gọi trạng thái này là bá vương ngành thượng cung. Cuối cùng là nhất ảnh phi tinh. Đây sẽ là một kỹ năng nâng cấp của lăng ba vi bộ. Sau khi lướt đi, bạn nhấn chuột trái để tiếp cận nhanh và tấn công lại đối thủ. Bạn có thể sử dụng lại đòn này liên tục cho đến khi hết thể lực. Ngọc cho dao găm hiện tại chỉ có một viên, mai kiếm, ghost play. Ngọc này sẽ cho đòn tụ lực bằng chuột phải của bạn có thêm nhiều thao tác mới. Sau đây sẽ là một vài chuỗi combo cơ bản của dao găm. Ưu điểm và nhược điểm của dao găm. Ưu điểm là tốc độ tấn công nhanh, áp sát nhanh, có thể dùng hit and run rất là tốt. Nhược điểm là tầm tấn công ngắn, không có nhiều combo đa dạng, và là vũ khí mới nên chỉ có duy nhất một viên ngọc hỗ trợ. Xin cảm ơn các huynh đệ đã lắng nghe. Hãy like và subscribe cho tụ quán của chúng tôi nhé. Đa tạ huynh đệ. Cáo từ.